quý lại cái này có thể nó bị chết mất cây. Cái này rất tiếc là không có, nó không mọc lá, có thể nó sẽ bị chết. Ủa, vậy là cái gì đây ạ? Không biết cái gì. Nó là cái người ta gọi cái ngải thuốc hoặc gì đấy. Cái này là một cái, nó rất tiếc là không có cái lá nó tươi, lá nó to, bởi vì tôi tha về tôi trồng mà. Cái này gọi là cây cam thảo pia, cam thảo pia. Cái này thì may ra ông Tuyên Quang may ra mới có thể gặp, còn các bạn ở thành phố thì không thể gặp. Cái nó hay mọc ở những cái vùng cao, ví dụ là trên Tam Đảo ấy. Tam Đảo mà cái đường để lên trên tháp truyền hình thì sẽ gặp cái cam thảo pia. Cam thảo pia, nhưng nó ngọt lắm.